như cái bà này đã nói là những cô gái có mái tóc dài thì đều bị giết chết hết. Vậy em nghĩ là những cô gái có mái tóc dài đều bị giết chết hết hả? Để em nghĩ coi, có một cái điều gì đó khá là bí ẩn ở đây nè. Và đây, hình như là em nghĩ là em đã biết được ai chính là kẻ sát nhân rồi nè. Ai? Ai? Em đã biết rồi, người đó chính là... Ok, bà Hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ trời ơi, té rớt xuống đây xong mình quên mất mùi sắp nói gì luôn rồi. Ok, thì hiện tại bây giờ bọn mình đang sống ở trong một cái ngôi làng, đây chính là một cái ngôi làng của cô bé Mimi đó. Thì cái ngôi làng này đêm qua nè, biết không, nó mới xảy ra một vụ án giết người. Và nếu như bạn nào chưa xem video đó thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả để nhấn vào cái link ở dưới phần mô tả để xem video trước đó nha. Mình sẽ để cái hình ảnh của video trước đó ở trên cái mà video cho anh em xem nè. Đó, đây chính là cái hình ảnh của ngày hôm qua, của cái video ngày hôm qua đó. Mình sẽ bắt đầu đi qua rủ anh Vịt đi ăn sáng đây. Trời ơi, Vịt đâu rồi? Ồ, đây, cái nhà anh Vịt đây, đó chính là cái nhà của anh Mr. Vịt đó. Trời ơi, một con vịt quay bé ú. Nhìn mà thèm ăn luôn á, trời ơi. Phải qua rủ Vịt mới... Vịt ơi, anh ơi. Trời ơi, leo vào không được cái cửa gì đâu mà khó vô thiệt chứ. Trời ơi, ngáy như con heo luôn rồi. Anh Vịt. Ê, gì vậy? Ngủ không, ngủ không leo lên giường nằm đứng ngủ luôn vậy anh? Thôi ngủ trên giường lạnh lẽo lắm, thở lắm, quan phòng không có gì. Hôm qua đêm qua nghe có kilohet rồi, hết dám nằm ngủ luôn, phải đứng ngủ để nếu mà có chuyện gì là mình chạy cho kịp. Trời ơi, nhìn cái phòng kìa trống không luôn. Ở trong căn phòng trống, lòng tao đau quá men. Cái phòng của anh trống không đi, luôn ơi. Ơi, đúng rồi, hôm nay em qua rủ anh đi ăn sáng. Trời ơi, đi ăn sáng anh. Ok. Đây. Đi ăn sáng đi, rồi. Đi. Đây. Ủa gì vậy? Ủa, Vịt, mở cửa đó. Anh ơi. Đi mình đi. Ủa vậy hả? Sao hả? Hôm qua trò em nghĩ sao hôm qua vừa có vụ giết người xong nay em rủ anh đi ăn sáng như kiểu không có chuyện gì xảy ra vậy. Thôi đâu rảnh đâu. Có gì đâu. Ê, trời, giết người trong ở trong làng mà mình có làm gì đâu, chừng nào mình làm gì nên tội. Thế mình mới sợ bị giết người trong làng đó, mình mới không dám ra khỏi nhà. Trời, biết đâu thằng giết người nó làng vàng quanh đây rồi qua nó chặt đầu mình thắp. Thôi anh tào lao quá, đi anh, không em bắn nát nhà anh. Lắm, không đi đâu, thở đây hả? Mổ bụng dịch ra luôn nè. Đi ra, nhanh lên. Nhanh nha. Trời, đậu xanh nó ép người quá đáng cái bên đi. Tuổi già. Có đây không? Trời ơi. Cũng không được luôn. Trời anh là người lớn tuổi nhất trong team mà anh còn nhát gan nữa trời. Đi ăn sáng nè trời. Quên, giờ không có gì ăn sáng à. Em có mấy cây giáo nè, anh cầm đi, chúng ta đi câu cá. Ở lộn. Ủa vậy mà là cho anh giáo luôn hả? Không, đi bắt cá bằng cây giáo nè. Đi anh ơi, nhanh trời ơi. Đi nè. Đi thôi hết dẫn. Ôi cái hồi em mới phát hiện ngày sáng cái cá quá trời luôn anh ơi. Trời ơi, cái gì không nhanh không. Ok. Ủa sao cá này cá gì một màu vậy? Cá làng này là toàn màu vàng không vậy? Ủa sao màu vàng sao giống mình quá vậy? Cái con cá này toàn là màu vàng không à. Nè mình giết đi. Máu gì không vậy? Thôi bắt cá lại ăn về đi, anh ghê quá. Thấy cá bị chết giống màu vàng giống anh thấy ghê quá. Nè ơi, quá trời cá màu vàng luôn rồi. Cá màu vàng nè. Ôi coi con cá màu vàng. Con cá màu vàng. Ok các bạn, mình thông báo một tin vui các bạn nha. Chúng ta sẽ chuyển tên trên nồi từ không cận thành không đuôi. Nó nhìn ra tao thành con cá mày hư cấu mày. Vô trong quá. Ok mình bắt đầu. Ok nhiều chưa, nhiều chưa. Ăn được 6 con này, 6 con. Ơi, em mới bắt được 4 con nè. Rồi thôi bắt vương thôi cho nó con đẻ nữa, bắt hết liêu cám ăn. Thì bắt nhiều vô, mình phải có cá. Thôi bắt nhiều rồi. Trời nhiều cá đúng rồi, bắt. Quá trời cá luôn anh ơi, trời ơi. Gì ăn sao hết lấy đâu? Bắt vừa bắt hết thôi, lấy nhiều cá quá rồi, lấy sau lấy đâu mà ăn. Lấy con cá này nó bơi. Nó bơi cho thượng nguồn quá. Cái gì ạ? Ui kìa, nhìn kìa. Nhìn gì anh? Gì đâu, có gì đâu, thấy gì đâu. Kìa, sau lưng kìa. Ủa ai kìa, ủa thì cái này là cái cô gái ở trong làng hay mà có gì đâu rồi. Không phải, trời ơi, nhưng mà Mimi hôm qua bà vừa chết rồi. Ủa cái gì anh nói gì chứ? Mimi hả? Ừ. Ủa? Tính ra đem qua Mimi bả mới vừa bị giết mà anh đâu để coi phải đi lại đi Mimi đưa bao em về chứ. Mà Mimi anh ơi, mà Mimi thiệt trời. Anh nói rồi không nghe mày. Có phải ma không vậy? Có phải ma không vậy trời? Em lại nhưng mà theo logic là ma không xuất hiện vào ban ngày nha. Người giống nghi. Hai cần mình cầm vũ khí lên trước anh ơi. Mình phải cầm. Để anh em ném đầu đó rồi tính tiếp. Ok, từ đừng ném từ đầu em hỏi. Đúng tên Mimi luôn nè, để em hỏi thử coi. Ủa tính ra hồi tối qua bà mới vừa bị giết chết mà, là để hỏi coi. Mimi, tôi nhớ là hôm qua bạn mới vừa bị giết chết mà sao giờ bạn còn sống vậy? Tôi đâu có bị giết, chắc hai người nhầm người rồi. Ồ,
Ồ, tính ra là do là mình nhầm người anh em ơi. À, chắc là do là hồi tối hôm qua cái người bị giết á mặc cái bộ đồ giống y hệt bà Mimi luôn, cho nên mình tưởng là bà Mimi chứ không phải. Trời ơi, tưởng là bà chết chứ chưa gì đâu mà bạn bè nhau gặp nhau chưa được bao lâu mà chết. Ôi trời, đi đâu vậy? Ê ê, ơi mà bây giờ bà đến đây có chuyện gì không? Ôi, sao mới vô làng vậy, đứng ngoài đây làm gì vậy? Mà Timmy đâu? Ơ, đúng rồi, à Timmy hả? Trời ơi, Timmy bà trong cái nhà màu hồng kia kìa. Đi 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 theo tôi dẫn bà đi gặp bà Timmy. Đi đi đi. Ok, đi qua đây nè. Trời ơi, nhà bà Timmy là cái nhà màu hồng này nè. Qua kiếm bà Timmy. Anh cứ cảm thấy có gì đó nó bất an từ sáng rồi thấy bà im. Đúng rồi ha mọi người ơi. Sáng thường á là bà Timmy mỗi lần buổi sáng bà dậy bà sẽ la làng sùm luôn mà sao hôm nay bà im lặng vậy? Dậy bà gáy hơn mấy con gà luôn á. Qua kiếm bà coi thấy ghê ghê. Okay, đi. Trời ơi Timmy ơi, bà đâu rồi? Trời ơi cái cửa này nó khó vô lắm nè. Trời nhảy vô. Trời vô khó chịu chứ. Vô anh địch ơi, vô. Hồi vô vậy khó. Ôi trời cái gì vậy? Oh my god. Giờ sao lên? Mình lấy cái móc bà Timmy là bà rảnh quá, bà ngồi bà đục cái nhà bà cái lỗ gì bự cho bà ấy. Có khi nào bà đói bụng quá cái đầu bà nhai cái sàn nhà thành cái lỗ gì luôn anh. Lên Thôi ơi. Phong câu chuyện này nó hết vui rồi Phong. Anh cảm thấy có gì bớt ăn nha. Ủa sao tự nhiên, ủa sao nhà bà Timmy cái gì đâu mà nhìn nó bị đổ bể tùm lum mà bà Timmy đâu rồi? Ủa không biết được. Mà vấn đề là không biết bà đi đâu ấy chứ. Ê anh, có khi nào bà có khi nào mà bà Timmy bả là bị bắt thêm lần nữa không? Trời ơi, cái gì đâu ăn ở sao bị bắt cóc hoài vậy? Gì anh nghĩ là chúng mình lại có một cuộc gọi phiêu lưu để tìm Timmy rồi, bởi vì cái vụ này nghi lắm, dễ bị bắt cóc lắm. Bà ấy hay tin người lắm. Trời ơi, thiệt chứ cái gì đâu mà sống sao mà để bị bắt cóc hoài. Ok mà lần này anh thấy ghê Phong ơi, anh em phải thực hiện là kế hoạch sớm rồi, đi kiếm bà ấy. Bây giờ bà đi chơi đâu hoặc bà bị bắt cóc hay không cũng phải đi kiếm rồi. Thiệt chứ còn bình thường bà bị bắt cóc thì không sao, chứ bây giờ đang có xác nhân ở quanh làng nữa chứ. Em để ý là tối hôm qua thì có người bị giết, sáng nay thì bà Timmy bả là bị bắt cóc nữa. Thiệt chứ gì đâu tùm lum chuyện à. Chắc là em nghĩ là bây giờ anh em mình phải đi đến chỗ có cô cái bà trưởng làng để anh em mình hỏi thử mới được. Rồi đi anh ơi. Trời ơi, ê. đi nhanh nè trời ơi. Cái gì đâu mà ăn ở sao bị bắt cóc hoài. Trời ơi, thiệt chứ. Mình không mà có đúng là cái có một số bạn nói với mình á là anh Phong ơi không hiểu sao mà bà Timmy bà ăn cái gì bà bị bắt cóc hoài anh, đúng y hệt luôn, bà bị bắt cóc hoài luôn. Trời ơi. Ôi, gì cửa cho cô vô chi anh trời ơi, có chút xíu đi bộ phải nhanh hơn không? Trời ơi. Đây. Đi trời ơi, còn giỡn nữa. Giỡn không? Em giết cho cô vô anh luôn giờ. Đi. Trời ơi. Ok mình sẽ qua mình gặp bà trưởng làng thử cái xem coi có chuyện gì xảy ra nha. Từ từ đi em mở cửa. Ok đi vô anh ơi. Trời ơi đi vô nè. Trời ơi, em xin lỗi từ từ. Mở cửa trời. Tránh ra anh, tránh ra. Cái sự vô nhân quá nhất của tôi. Vô trời ơi. Sao tao lao ơi. Em xin lỗi trời ơi, làm gì ghê vậy. Ôi trời. Chào bạn. Chào cậu. Thôi xin lỗi. Tào lao ơi. Em nói cho anh biết là bà trưởng làng này bà bốn mấy tuổi, bà hơn anh đến 20 tuổi lận anh đó. Anh nhưng mà anh có bằng lái rồi. Trời ơi, lái máy bay hả? Trời ơi, thiệt chứ anh mít tư dịch mày gái quá. Để mày hỏi rồi. Bà trưởng làng ơi, bà chưa tôi hỏi là sáng nay tôi thấy là bạn của tôi là cái cô gái hôm qua là bạn Timmy á, bạn ấy đã bị biến mất rồi, bị mất tích rồi. Không biết là bà trưởng làng có biết là bạn ấy đi đâu không? Tôi cũng không biết nữa, cô ấy cái gì, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Vì đêm qua trong làng vừa có vụ án giết người nên tôi rất hoang mang. Anh Vịt có nhớ là đêm qua có một vụ án giết người không? Thì em nghĩ là chắc là bây giờ là chắc là phải liên quan cái gì đó đến bà Timmy rồi, tự nhiên bà bị bắt cóc rồi. Em nghĩ là bây giờ anh em mình phải lập ra kế hoạch gì đó để rình thử coi xem, để mình phải cố gắng tìm được cái kẻ sát nhân ở trong làng. Cái gì em nghĩ là Timmy bị cái kẻ sát nhân đó bắt cóc á, cho nên là anh em mình phải lập kế hoạch, phải đi rình mới được. Ok bây giờ mình với lại anh Mr. Vịt tối nay sẽ đứng, sẽ nấp ở, sẽ không đi ngủ. Đêm nay 3 giờ anh còn chưa ngủ á kìa mọi người. Mình sẽ nấp ở ngoài đây để mình canh, mình theo dõi coi để mình biết được. Mình sẽ cố gắng phát hiện ra cái tên, cái kẻ giết người, cái tên sát nhân trong ngôi làng này là ai, để mình phải cứu được Timmy nữa. Chứ mình không thể nào mà để cho cái tên sát nhân nó giết thêm một ai trong ngôi làng nữa được. Đúng rồi, để mà chúng ta sẽ không ngủ để canh cái kẻ giết người đó. Đấy là ngủ làm con cún nha. Đúng rồi, không đứa nào được đi ngủ hết nha. Ok, thôi, đi về nhà ngủ giấc đi. Ô, quên nhầm, đi về nhà chuẩn bị đồ đi. Đi. Thôi ơi. Ok mọi người ơi, thì trời đã tối rồi. Đây, mọi người nhìn nha. Trời đã tối rồi, và bây giờ là khoảng 12 giờ đêm rồi. Thì mình vừa chuẩn bị nè, cung nè, giáo nè, rồi móc leo nè, sẻng nè, rồi mấy cưa nè, rồi xong rồi kiếm đồ nữa nè. Đó,
kiểu mà bọn mình sẽ qua mình rủ anh Vịt đi, và tối nay bọn mình sẽ thức trắng đêm để canh, để bắt được cái kẻ sát nhân đó, thì bọn mình nhất định sẽ không tha thứ cho cái kẻ này đâu. Ai thì mình đã chuẩn bị hai ổ bánh mì, thì một ổ này nè để cho mình với Vịt buổi tối nay sẽ ăn, thì nãy mình ăn ổ rồi, còn ổ này mình sẽ chừa cho anh Vịt. Ok đi thôi. Nhưng mà hơi đói rồi, thôi ăn luôn đi. Ok ăn luôn. Để qua tí đó mình sẽ giả bộ như mình, thôi mà hết đồ ăn mình sẽ xin đồ ăn của Vịt. Ok mình đủ thôi. Anh Vịt ơi. Vịt ơi. Ủa gì vậy? Đi chứ làm gì anh, làm gì anh rên ghê vậy? Anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để sẵn sàng bắt ra tên hung thủ rồi. Em biết chuẩn bị gì không? Chuẩn bị gì? 30 cái bánh hamburger ăn từ giờ tới sáng luôn. Trời ơi tào lao, anh sao mà anh không chịu chuẩn bị kiếm, chuẩn bị hết vậy? Anh có kiếm có gì không vậy? Kiếm có rồi, đây kiếm à. Ok đây rồi, ok đi. Ok bây giờ bọn mình với anh Vịt sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để núp nha. Núp để chờ coi tên sát nhân sẽ đi tới. Ok. Chỗ này được nè Vịt. Đó, cái chỗ này chính là cái chỗ hôm qua vừa có người bị giết ở chỗ này. Em nghĩ là anh em chúng ta hãy chui cái nhà nào đi. À không. Anh em mình sẽ núp ở đằng sau cái nhà đi. Chúng ta sẽ chờ cái kẻ sát nhân đi tới. Ok. Ok bây giờ bọn mình sẽ đứng đây để núp ở đây để chờ kẻ sát nhân đi tới, thì bọn mình sẽ bắt hắn nha. Trời ơi tức quá à. Hời, cái gì mà lâu dữ ta, từ nãy giờ anh em là mình đã đứng đây đợi 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy gì hết nè. Trời ơi, không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Hời, để mình đứng đây mình chờ thêm tí nữa coi. Ôi, mãi chưa thấy kẻ sát nhân đi tới nữa, thiệt chứ. Bắn cái mũi tên này. Mày hả? Mày hả? Sao mày, anh quá trời vậy? Mày, em đứng cái kéo đi. Mày đi. Ôi trời ơi, nó chui vô cây em chém không được. Mày hả? Mày. Gì anh kia, anh kia. Đâu. Đánh nó đi anh. Cầm kiếm nó lên trời. Thôi. Đâu? Mày hả? Đâu quá trời đó. Rip mày hả? Mày hả? Ôi mày hả? Ôi nó cái trời ơi, cháy người em mày, còn hai con bên đây nè. Nhảy xuống sông. Hãy dùng skill của mày. Mày chết hết rồi. Chết thôi thiệt chứ. Ôi Vịt, em mới nghe có tiếng của ai la thì phải. Em hình như em nghe cái tiếng ở bên đây nè. Nhanh. Sao cứ mỗi lần có tiếng la là tôi không muốn đi đâu hết, tôi chỉ muốn về nhà thôi vậy. Cái tiếng la, la hoài vậy. Ủa cái gì đây? Ủa sao máu me không vậy? Ở phòng ơi. Sao anh? Thực ra là cái cảnh chết chóc này thì anh không có mấy bất ngờ đâu, chỉ bất ngờ mấy ông dân làng gì mà hỏng hết nhanh vậy, vừa la cái nó đứng đâu vậy? Đâu sao nó? Cái làng này không giúp được gì hết á, chỉ có đứng bu đây rồi không hết là giỏi à. Ủa nhưng mà sao máu me tùm lum hết vậy đâu? Để em hỏi thử cái bà này coi. Ơ bà hỏi ai con khỉ giết người đó chứ sao nữa. Trời ơi. Để em hỏi mới được. Ủa bà tôi hỏi là tại sao mà ở cái chỗ này từ nãy giờ bọn tôi không thấy gì hết mà tự nhiên lại thấy máu me tùm lum hết vậy? Thì thật ra là chị cũng không biết đó cưng. Hồi nãy chị ra thì chị lại tự nhiên chị thấy á là có một người bị giết chết, và cái cũng là một cô gái nữa, thì cô gái này bị giết chết và bị lấy đi mái tóc. Trời ơi, chị cũng không biết chuyện gì, hôm qua mới thấy có một người chết, hôm nay là có thêm người chết, nó thiệt ghê thiệt chứ. Ôi trời ơi, trời ơi, lại có thêm một người bị giết nữa hả? Ôi trời ơi, mình thiệt không ngờ luôn anh em. Gì vậy mà? Phong ơi, bye Phong, anh đi cạo đầu đây. Trời ơi, không muốn bị anh đi đâu vậy? Đi cạo đầu. Tự nhiên anh vịt nhát gan quá, không sao đâu anh. Trời ơi, bọn mình có vũ khí mà tên sát nhân nó không làm gì được bọn mình đâu. Nhưng mà Vịt ơi, em thấy có điều bí ẩn ở đây á, là như cái bà này đã nói á, là những cô gái có mái tóc dài thì đều bị giết chết hết. Vậy em nghĩ là những cô gái có mái tóc dài đều bị giết chết hết hả? Để em nghĩ coi, có một cái điều gì đó khá là bí ẩn ở đây nè Vịt ơi. Hình như là em nghĩ là em đã biết được ai chính là kẻ sát nhân rồi nè. Ai em đã biết rồi, người đó chính là